Hello everyone, hello the world out there. This is Tan right here, ladies and gentlemen, in South Australia. So amazing, very amazing, and yes, so excited day after day, ladies and gentlemen, from the last expo, only a last few days, yesterday's, and wow, amazing, amazing thing happening. Right here in our One Life Network, OneCoin Corporate, and just a lot of good news happenings on the last few days, right? And I guess a lot of people are very excited, very pumped. Beside that, there are also people not sure, people confused, and yes, you know, people are asking many questions as well. Before I go today's, give you some sort of information and news, I'd like to say congratulations to all of you out there. Thank you very much for continually and supporting, continually support and believe into the company together with us, try to pushing this project to what we are at today, ladies and gentlemen. Yes, I always happy to where we are now. We do understand, you know, life is always up and down, right? But it depends on how we are facing with it, how we choosing what our direction is. And yes, I urge all of you out there, ladies and gentlemen, stay positive, stay calm, stay positive, and yes, stay happy. Do whatever you like in whatever direction you take. Go forward with it and go with full potential, ladies and gentlemen. Do not give up. Whatever you do, do not give up, okay? Yes. I keep mentioning this, you know, life away up and down, up and down. But sometimes it's a downturn is where you get things ready to go up again, right? Right? Is that right? Yes, yes. It's like what we are right now. It's cost us a few years already. But like our captains and a lot of core captains speech in this event in Romania, this is the refresh, and yes, we start again with something already built. Yes, we start the project in a very, very good direction, ladies and gentlemen. We have all the vision out there from what our Madam Veska this inform or let us all know on those events, some very excited news. This is why I urge all of you, believe in yourself, believe in what your gut feeling is, and follow your heart. Whatever I'm saying today is not any advice, okay? It's not a professional advice for you, so you don't need to 100% listen to me. This is just some experience and opinion sharing to all of you out there. So we are human beings, we all have equal right, and we all have a right to share your personal information, right? So this is all my personal information and experience. So I like to share it to all of you, what I know, what I experience. So yes, you can decide whether you want to believe or you want to decide, whatever your way. But this is my experience, and I like to share it to all of you out there. And some of them are actually just repeating from what is happening in the Romania event, ladies and gentlemen. Yes, so let's start it, right? I know there's some people out there against
our project. And yes, I know there are some people take the rest of their life just go around and comment bad comment. And I know there are some pay, okay, some pay hater out there go around and just trying to give bad comments to someone out there. Yes, so please, ladies and gentlemen, that's why I ask all of you to be follow your gut feeling, follow the result you see instead of just listen to someone. Okay, and yes, ladies and gentlemen, when people are focused in what direction, they always fall into that direction, right? So just say if a tree, I give this example, if a tree, when they grow and they lean in the left, okay, my left, so on the screen you see it's on your right, yes, but my left here, okay? So if they lean in this way, okay, make it like this. If you lean in this way, you chop the tree, of course they will fall into that, okay, fall into that way. Or if the lint is in this way, you chop the bottom of the tree, the root, then they actually fall into that way. So it's same. If you stay positive, then of course, whatever happened, you were landing with the result at positive. If you stay up negative, then whatever happened, you were landing at the negative side. So this is why I want all of you stay calm and stay positive, and you will receive or deserve a very positive information and deserve a very positive life for your success, ladies and gentlemen. Also, okay, so I will start in English, and then after I will do it again in Vietnamese in the same video. So in case that, you know, if I do two separate videos, it will be confused the people. So I will do all in once for both Vietnamese and English, because I do believe, you know, I work on the event day up to 1 something o'clock in the morning and do the video. But I've been told that video is not really clear instruction or clear information. You can't hear it properly. So yes, I will do it again. Now, hopefully this is a proper voice so you can hear it. Yes, now is actually I'm freedom to talk loud, because the other day is at midnight, so I can't talk loud. So yes, now go into it, ladies and gentlemen. If you can share this video, okay, you can share this video. And also anyone that not subscribed to my channel, you can, okay, you feel free to subscribe to my channel, username Tan OC in YouTube. So whenever I upload any new video, they will notify you and you can come and watch, okay? So that's the purpose of a subscribe. The video. All right, now let go. I start with the English now, and yes, give me a few moment. Wow, let me share the screen. And yes, I got some music too. If you want to listen to music, wow, the one for music. In the background, enjoy a little bit, because I want everyone to enjoy today and get ready for something exciting coming. I know this event is very exciting. Also, some people don't get the full information, some disappointed, and some actually not really know what exactly happened. They're very confused. So it's okay. Whatever feeling is, stay positive, ladies and gentlemen. Yes, in the next few minutes, to tell me how amazing it is. Okay, I think that's it for the music, right? Your palm, you're ready now. Okay, here we go, ladies and gentlemen.
this is the event in Romania, and yes, take this opportunity. You can see this wow, great looking man here is Christy. He's from Romania, done an excellent job, exceptional job for this global events, ladies and gentlemen. You know, here the seat actually stay apart like this. Why? Because this COVID-19, we have to apply and obey the rule, the law, right? And yes, this is the distances, okay, under this COVID-19. This is why you don't see they all sit close to each other, but they actually have space for this COVID-19. And this is just one of the training on the date. They have many, many different trainings, ladies and gentlemen. And wow, people might see the tent and yes, it's fresh air, right? It's good for this COVID-19. You don't go into one building and stuck in there and all sort of thing. Here, first, fresh air, good for the environment, also good for this COVID-19 as well. For the people out there don't know, we actually had a very good conversation with our brother and sister, Stan and Anita, also been to this event, and we've been told this is one of the best place out there. You know, not anyone that can be entered into these properties, ladies and gentlemen. This is the government area in Romania. Amazing place. And this is a very high profile area. It's not like somewhere you can set up something. You know, this is actually got security all around. You know, anyone want to enter into that have to go through the security. So it's very, very a safe place in that regard. That is amazing work from our brother, Christina. Thank you very much. And the team, the organizer team, for your hard work, brothers. If you're hearing this video, yes, congratulations. And thank you very much for your hard work. So for the older people out there seeing this, this is amazing, amazing place. And yes, this is a very, very security place that they choose for the people. And yes, on that date, event date, I also take this opportunity. Thank you to, I think about 10 or 12 core captains and captains doing their sharing and speech. Excellent inspiration speech. You can see it's here. This is the team. All the information on that day inspired a lot of people, and yes, wow, so amazing, ladies and gentlemen. When the video is ready and launched, you all can watch and listen to those leaders. Their speech are so meaningful, okay, very meaningful. And yes, on this event, ladies and gentlemen, on the next few days, you will experience the new platform. Wow, it's a amazing, a lot of good thing happening in this platform. But I want to show just a bit because I only able to snapshot some of the pictures, you know, not the full video. You will see the full video soon, ladies and gentlemen. And yes, in your new platform, just say if you have more than one account, in this case, you see here is 6 accounts. They will show how many coins. When you log into one, you see all other link, other account linked to your, this is why you need to migrate your phone number into it. So when the phone number is in any other account using that same phone number, it will link into this together. So you can see them all. You see every different account, they have different information for each account in one page, everything in there, right? So you don't need to log out and log in, log out, log in to do an account to check. Only go one bang, and then you can go into that page and you see everything of your account there.
amazing, so amazing. And this is why I say, wow, 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 ladies and gentlemen, amazing. You also, because of that, people asking for more security because people don't understand. That's why, you know, because of that, they know security. Here, we actually have the PIN, security PIN here, ladies and gentlemen, and you can regenerate the PIN almost every transaction you want to do, and you can regenerate the PIN number. So it's extra security for you, okay? Here, the wallet, okay? You will have a wallet in the back office, ladies and gentlemen. Very, very good. In this wallet, you can have many, many multiple wallets in here. So you have a coin wallet, you have a cash wallet, and a token wallet, and also like the concept wallet, something like that, you know. So when in this wallet, you actually can transfer coins from this account to different account and so on. Amazing, very amazing. So when the system is on, you will see the full information. In here, I just snapshot and tell you what good about it. So you can see it. You can see here, this is the concept here, ladies and gentlemen. You see the concept, even here before you can, you know, whether you are put the whole thing in safe or what will you put everything outside. You see, today you can put part of your coin into the safe. Part of whatever you want to be put in the safe, you can. And I've been told, you know, before you put the safe and it's not maturity yet, you unsafe them, then of course you will not have any interest at all. But now if you put into the safe and the maturity date is not finished, okay, you can unsafe and you still have interest from the day, from the beginning day, the original date, the starting date, until the date that you actually unsafe them. So they still calculate and give you the interest from that period of time sitting in the safe, ladies and gentlemen. Very good, right? You are very good. I know a lot of people out there are very, very happy. Me too. I'm very happy when this affects. You see, live and learn. When you try something and then, yes, if something is no good, then of course, fix and make it better. Okay, so yes, this is about a concept. And here, this is something people asking. Yes, the Block Explorer, ladies and gentlemen. So this will proven that people, to all the people out there, we have a blockchain. Okay, this Block Explorer, we see the number of block, how long does it take to build a block, and what information, though the transaction, the hash, and everything is in there. Okay, so they record the history of what happened, the transaction is right there, ladies and gentlemen. Very amazing, amazing work from the IT team. And yes, you will see all this when the platform is ready. Okay, you see, nowadays we live in the 2020, the years of 2020. We have over close to right about 14 billion mobile device worldwide I've been using right now, ladies and gentlemen. And why don't we get involved, take advantage of this huge market right now? And yes, we are part of it too. Oh, wow, wow, wow. The company are creating app, the mobile app, ladies and gentlemen. Yes, and what does that mean? Using this app, this mean you have all your profile, your decision, your wallet, your money, your future, your team, all for you in your hands, ladies and gentlemen. So holding everything in your phone, everything on your hand, you can control all these things. Amazing, amazing.
And yes, it's so amazing. Yes, and New Shaker, we have a new platform coming soon. Okay, wait for that. And it's one tech long, ladies and gentlemen. We also have One Academy videos, new videos. We're going to come in soon too. And yes, more products going to come in. So here we go. You can see, you can celebrate. And yes, nowadays, everything is on the mobile phone. It's like attracting not only, you know, adult, but everything, everywhere they start using mobile phone now, right? And yes, let's see. Like we're talking about, yes, this is from our Madam Vesca. You see here, Madam Vesca, this announced a few things, the roadmap for 24 months. On the next 24 months, they will be working on a lot of good things, and one of them is the new DoShaker platform. We're going to be finished within this period of time. This is their goal, our goal, to get this complete, and it's going to be a lot better, ladies and gentlemen, on this new platform. We learn from our mistake, and we change users and make it better. The second thing is, company were working on the accreditation of the One Academy courses. Wow. Imagine that, you know, all the course that you study in One Academy or blockchain, something like that, and get recognized, and you can put that into your resume and apply for the job. Imagine if someone that, you know, saying that, oh, you have experience in blockchain, you got information or knowledge about blockchain. Wow. If you say you have information about, or you have knowledge about blockchain in your resume and you apply for a job, you think people will pick you or pick someone with no knowledge about it? Amazing, right? Very amazing. All right. We also are going to have a full functional of One Forex. Wow. Yes, they're working on that too. And yes, nowadays people love to trade on Forex and stuff like that, right? Yes, there will be have some sort of products like that for the people to see, check it out. And yes, you can learn and practical at the same time with many opportunity here. So amazing, ladies and gentlemen. We will have new One Academy training packages. What does that mean? Right now, we're working on the blockchains pack, like we see, and there will be more. And I've been told there will be more level on the blockchain pack. And when if you learn to the max level of that, you're able to design your own blockchain, ladies and gentlemen. And we know the growth and one of the biggest industry right now is e-commerce, cryptocurrency, blockchains, and so on. Okay, so in the future, everything you need is the cryptocurrency or blockchain. Yeah, maybe lawyer, they need blockchain to put in things. Accountant also need blockchain. Or you have a big shop with many branches, you might have a blockchain to show things and so on and so on. So it's a very, very good products out there that people need it, ladies and gentlemen. We will have a friendly mobile app. We'll function without internet, ladies and gentlemen. This is huge and very huge. Why? Because we're talking about usability, and I've been thinking, you know. Yes, it's usability. And we have experience in the past where we do, you know, expo, physical expo, and then when a lot of people coming and so crowded, internet crash, and then they can't make transaction, they have to wait or take turn to doing things, right? That is something happening, and we learn from it. And yes, in the near future, we have the mobile app where you can do transaction without the internet. You can do it offline too. Wow, that means everywhere, even in the jungle, you still can do deal, ladies and gentlemen. Amazing. This is humongous, big,
ladies and gentlemen, if you don't seeing this as an opportunity, I don't know where can you find better opportunity than this. It's so cool, really. Yes, really. Why? We will have KYC face recognition system. Wow, a lot of us facing with you know, difficulty get our account KYC approved, right? But now you can. They're working on something making me easier for you. You see, the company listen. They actually see thing and what you're working on and fitting make it better. All right. Yes, they take time. You have to remember it's take time. Like the example that I give, you know, in my speech, when you want to shoot the arrow, all right, you want to shoot the arrow, you have to pull it back. Sometimes you have to pull it back. It forces you have to pull it back. You can't shoot the arrow when you just put it in and you push forward. You have to pull it back, pull to the max that you can pull. And then what happened? Release it? No, you release it. It's no good because it's not going to shoot into the right target that you want. So when you pull it back, you have to aim it, ladies and gentlemen. You have to aim where is your target. Aim it correctly and take your time to aim it correctly before you release for the arrow to shoot forward and strongly into the direction, the target that you want them to landing to. What happened? You only have one chance. If you have many arrows, many chance that you can push to shoot, then it's okay. You can practice. But here, when we're talking about real business, in a real big giant business, you have to be take time and build, because opportunity is not always there for you, ladies and gentlemen. If you burn, yes, like my brother Michael, one of the co-captains, actually give his speech in the event, you burn the ship. When you burn the ship, there's no way back, ladies and gentlemen. And same here, we really want to do it correctly because it's only one chance. It's only one chance. When the coin go to exchange, okay, what happened if the coin go exchange, they have no usability, or no one will buying the coin, what happened to the coin? When the coin are dropping price, wow. When the coin dropping price, then no merchant will come and accept it. Why do I have to accepting that coin when they keep dropping value? That means I lost my stock, the value for my stocks. So why do I have to accepting that coin? You see that? So this is what I mean, only one chance. When it's gonna change, you have to do somehow to make sure the coin keep increase and stably increase, but it's not fluctuate up and down all the time. So this is why we are working hard. The corporate working crazy day and night trying to find the right solution for us. For the people out there don't understand, they keep using the term exchange, why it's not called exchange, then you understand why now, right? There's million things that you need to do before listing exchange. You see over out there, over 5,000 coin list on exchange, how many of them are survived? You see? So let trust the process and let work toward the finish line together, ladies and gentlemen. There will be four major corporate events on the next 24 months, ladies and gentlemen. So the next one is March, okay? And that will be in Dubai. Wow. Get yourself ready. And yes, I will see you in Dubai, ladies and gentlemen. And then every 6 months, there will have a different event. Okay? So be ready and tune in for more, ladies and gentlemen. We need this, ladies and gentlemen. We need 1 million merchants and 10 million users.
Okay, so we need to build this, and we need to build to the max, right? A lot of people been slip. Okay, we can do it very easy if we all working together and build it together. I'm surely that we can build this very easily. Only that not a lot of people are working and sit there and wait. That's why it take long. And then when it take long, people are complain. Why it take so long? And if you don't put anything into it, you expect them to grow fast. How can that be? If you want to have an apple tree, but you actually don't plant your seed, you don't put your seed into the fertilizer and water it, how can that become an apple tree? Okay? And if you don't water it and look after, how can they have fruit for you to pick? Right? So don't expecting you buy the seed and leave it there and then not fertilize it and not put in water and you expect them to have fruit for you to pick, ladies and gentlemen. So this is why we really need everyone to working together. You already have the seed. You need to put that into the fertilizer and then water it and working for the tree to grow, look after them, and then they will grow big, and then they'll produce fruit for you to pick, ladies and gentlemen. No one are going to do that for you, okay? They do for their part, but they not do that for you. So you have to working as well. Wake up and work, ladies and gentlemen. Yes, Madam Vesca just mentioned it, and we heard it in the translation. The new blockchain will upgrade to 250 billion OneCoin. I'm excited with this. Some of the people, they don't understand. You will say, wow, why 250 billion coin? Because you will say, oh, supply and demand. Now supply more, but we're not sure about the demand. So the price should be dropped, ladies and gentlemen. Okay, I just give this example already. Okay, this is not like a fiat currency. Fiat currency, it seems like people are printing money, or the government somewhere printing money almost daily, ladies and gentlemen. Okay, that is creating the inflation, right? Because of the more supply, but the same demand, then of course there will be drop in value. But since our one coin start until today, we're only increasing how many times? Only two times. They start with 2.1 billion and they increase to 120 billion. And today is 250 billion one. Okay. I can give you the best example. When you are a little baby, you might wearing a small clothes, right? A very baby clothes. When you grow up a little bit, like 5 years old, 6 years old, you have to change a different clothes, right? You have to change a different clothes because you grow a little bit bigger. Then you need a bigger jacket, a bigger clothes. But when you grow like 20, 30 years old, of course, you don't wearing the 1 year old or 10 years old clothes, right? You need a bigger one, okay? Unless you don't eat or anything, all your body at the same size, which is not healthy, right? So we have to grow and fit into what is need out there, ladies and gentlemen. And our coins, this is my experience, what I see and what I thought my opinion is, opinions for you is. Our coins, it's different to all the coins out there. All the coins out there just focus into the exchange and exchange only, so they don't need that much of coin. Our coin is for the whole world to use it, ladies and gentlemen. We focus more into the usability. Usability, then we're talking about the population of the whole world. And right now we have over 7 billion people in this world. And imagine, okay, so 250 billion coins divided by 7 point something billion people. How many coins
per person is should they have. You see? So it's not much. It's not much at all. It's just about over 10 coins. Okay? For each. For something like that. Okay? So, a lot of you, I know you have more than that coins. A lot of people out there, I know some of them have hundreds of thousands of coins, even million coins, or 10 of millions of coins. Okay? So that means the world still have people are knocking up coin, right? Some are missed out. So you see? So you have to see the difference between the usability coin and the trading coin. The trading coin, of course, it will need to supply the lesser, the better, because it's not a lot of people are trade. Okay? Out of 100 people, maybe you're lucky, you will find about 2 people are trade, right? Or sometimes out of 100 of people, you don't even see those 100 people are trading, right? They all do other things because no one expert in trade, right? And no one have time to sit in the computer every 5 minutes buy, sell, buy, sell, buy, sell. That's why if the coin focus into trade, they don't produce a lot number of coins. But let me ask you this question. Out of 100 person or people, okay, how many people going to the shop buying fruit, veggie, thing that you need, clothes, shoe, cut your hair, do your facial or beauty or all sort of thing, right? Everyone, hundreds of people, you always need to go shopping and buy something, milk, sugar, coffee, or so on, right? Yes, that is the difference, ladies and gentlemen. That is why we need more coins. So people have a chance to earn the coin and use it around the world. Okay, so that's the difference. And I hope you guys will understand. Right. Excuse me. So here we go. So our one coin goal and vision not change. Okay. We are continue to be, want to be the number one usable cryptocurrency in this world. See, I told you, see, usability is more far better than the coin only focus into exchange. But having said that, don't take this and then go around and talk bad, okay? One coin will go exchange when the time is right, okay? When the time is right, they were looking at exchange, but not right now, all right? This doesn't mean that they will not go exchange, okay? I want to make it very clear for you, okay? What will be a number one reserve cryptocurrency in the world? You see, now you know, okay? Everywhere you go, you can use your one coin. So what happened, ladies and gentlemen? Instead of like today, just like in Australia, you're using Australian dollar, buy, sell, whatever, you know, do transaction. But when you go into maybe Canada, you have to convert your Australian dollars to Canada dollars and then use it in Canada, right? Or even if you go into just say in Vietnam, then you have to convert your Australian dollars into Vietnam dong to use it in Vietnam, right? Or even if you are go to Korea or you're going to China, then you have to exchange to their local country monies to use it, right? And then you have to pay your fees, right? For convert your money, something like that. Okay, that's just a more normal, you know. But if you're talking about banking, you know, and trading big money, right? And you have to convert a few millions from Australian dollar to maybe euro or to Vietnam dong or to Canada money, is hard, right? It's a lot harder, right? Also, it costs you a lot in fees, right?
because they always buy at the low and they want to sell at high. They never buy high, they sell at low for you, right? So it's a lot of difficulty. How about, wow, you have OneCoin in Australia, you can go to merchant exchange OneCoin, and then you can go to Canada and then just bringing the phone with you and go to Canada, you can scan the QR code and then you can exchange your product OneCoin in Canada. And then go to Vietnam, you actually can exchange your OneCoin from your wallet with Vietnam, with the products in Vietnam, or wherever in this world you can use the same cryptocurrency OneCoin. Is that good? That's amazing, 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 ladies and gentlemen. That is what we need. So it's number one reserve cryptocurrency in the world. Yes, and it's like I say, it's a borderless cryptocurrency. What I'm trying to say there, yes, you can use it everywhere in the world, okay? We will build, I know it's that time, but I say you shoot the arrow, you have to aim it before you release it. So that's right. Our aim is there, our goal and vision is there, but it's that time to build step by step, one market at a time, and then you will reach everywhere you do. You reach everywhere you want to get rich, provided everyone work and work together, ladies and gentlemen. If you don't work, you expect them to happen. How can that be, right? How can that be? So ladies and gentlemen, I hope all this information help and explain a lot of good things for you. And I'm very excited. I hope you're all excited as well, ladies and gentlemen. And we really want to grow our business together. And yes, Everyone of you already have some OneCoin, right? And everyone of us want this to be success, right? This means all of us have to be working together, okay? Connect each other. Work loyalty. Work from our heart. Produce the right result and support the people in this world. We have billions and billions of people out there that actually have no bank accounts, ladies and gentlemen. And we really need to help the unbanked can become bankable by working and support each other. But hey, we can't do that without the knowledge of One Academy, right? So we need the people to know and get the education packages and learn from that and then expand your business from there. Okay, so currently I'm looking for people who are honesty, people who are loyalty, people who have the right vision, okay, and push, who want to be success on the next 2 years and put all their soul and heart for their success and not just talk, okay, action, then contact me, okay, contact us. Working together, we can change this world together, ladies and gentlemen. So if you are that type of person, want to helping other people and not to focus in negative but positive, then contact us. We working together and changing the world together. Okay, thank you very much. You can comment here or you can go into my Facebook username Tan OC. Capital T and then H-A-N-H and then space and then capital O and capital C, then that's Tan OC. You can message me privately and then we can talk. Okay, so thank you very much, ladies and gentlemen. I will take this opportunity start with Vietnamese, and I want to share it in Vietnamese for all the Vietnamese people out there can liaise and understand what does that mean, what I've been speech on the last few minutes, okay, or half an hour or so. Okay, thank you very much, guys. Please share the video and share to your team. Make sure if you want to keep following my work, my information, then
subscribe to my channel. So every new video, you will know it. Thank you guys. Have a good day. Chào tất cả các cô chú, anh chị em nhé. Thành đây. Hôm nay thực sự rất là vui, rất là phấn khởi sau một cái đợt event rất là thành công tại Romania. Thành trước hết thì kính chúc quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe nha, để tận hưởng những gì mình đang có trong Quang Khôi. Chỉ có thể nói được như vậy, tại vì Quang Khôi thực sự rất là tuyệt vời. Mà nếu quý vị thiếu đi sức khỏe để hưởng thụ Quang Khôi trong tương lai thì không ổn lắm. Cho nên chúc quý vị luôn luôn khỏe, để hưởng ứng những gì sắp sửa xảy ra cùng với Quang Khôi. Thì đầu tiên nhất là cái slide này, Thành muốn giải thích một chút xíu để cho mọi người hiểu nha. Tại vì Thành có một số anh em nhắn tin và nói tại sao mình làm expo ở một nơi như thế này, và mọi người nói ô đây là cái farm nào vậy, này kia đâu, không có hiểu nha. Thực sự đây là một cái nơi ở rất là đặc biệt tại Romania nha, ở Romania. Tại sao chọn như thế này? Mỗi một tình cảnh, mỗi một lúc nha, mỗi một tình cảnh, mỗi một lúc khác nhau. Thành biết được từ cái công việc của anh Christy, lần đầu tiên expo ở Romania có mặt Thành ở đó nha quý vị. Nếu quý vị kiếm lại cái video rất là cũ của 3-4 năm về trước á, lúc mà Thành có qua bên đó và gặp anh Igor đó, và đến cái expo đầu tiên của One Life luôn, expo đầu tiên của One Coin mình luôn á, là ở Romania đó quý vị. Thì thời đó là nằm ở trong một cái tòa nhà rất là lớn mà có trên 300 cái merchant. Quý vị nghĩ đi, đó là cái thời đầu mà đã làm được cái điều đó rồi, thì đủ chứng minh cái anh này không phải là chọn chỗ mà bậy bạ mà muốn làm là làm đâu quý vị nha. Rất là tuyệt vời quý vị. Anh này làm việc là Thành rất tin nha. Thì cái chỗ này của quý vị đang nhìn thấy, thực sự mà nói đây là một nơi của tại trung tâm và ở cái khu của chính phủ đàng hoàng, chứ không phải là những nơi mà bậy bạ rồi họ dựng lều lên họ làm nha quý vị. Những ai mà được bước chân vào nơi đây á, là phải qua rất nhiều cái cửa để họ cái security đó, cái cửa an toàn đó, mới vô được cái khu vực này nha quý vị. Là cái khu này là cái khu của người ta làm chính trị, chính phủ này kia đâu đó, thì mới vô được. Tại sao mình làm theo cái kiểu như thế này? Thứ nhất là tại vì bị COVID-19, cho nên họ không có cho tụ tập mà ở bên trong nhiều, cho nên họ phải làm như thế này. Và gió nó thổi, nó thoáng, cho nên nó không, quý vị nhìn thấy những cái ghế không? Nó cách xa. Tại vì Romania cũng bị ảnh hưởng COVID-19 rất là nhiều đó. Mà họ vẫn làm được là quý vị thấy. Và họ có rất nhiều cái buổi training khác nhau, họ đổi người, đổi ghế nha, chứ không phải dồn lại một lúc là làm được đâu ha. Tại vì cái thời này nó rất là khó mà, cho nên quý vị nhìn nó không phải như lời đồn của quý vị nha. Thành không biết đồn từ đâu ra, nhưng thực sự đây không phải là họ mướn một cái chỗ cái farm rồi họ làm đâu, mà là những cái gì đó họ chuẩn bị rất là lâu. Và những nơi này không phải là ai muốn vô mướn được là được chấp nhận đâu nha. Cho nên quý vị yên tâm cái điều đó. Và Thành cũng muốn giải thích để cho quý vị hiểu những nơi này là đây là chỉ cái chỗ đấy thôi. Còn cái chỗ mà để cho họ làm gala dinner này kia rồi nó cũng là khác nữa nha, rộng rãi, thoải mái hơn. Rồi, trong cái buổi expo thì sẵn đây Thành cũng là muốn cảm ơn các vị thuyền trưởng và phó thuyền trưởng này nha, trong cái hội đồng thuyền trưởng này, các anh em ở đây. Nếu quý vị trong những ngày tới quý vị sẽ có cơ hội để coi được nguyên một cái video luôn nha, đầy đủ đầu đuôi. Quý vị sẽ nhìn thấy được rất nhiều và những lời chia sẻ từ những người này thực sự rất là tuyệt vời. Mọi người đều có một cái bài chia sẻ ngắn gọn
nha. Thành cũng ước mai là cũng có phần chia sẻ, nhưng thời gian rất là ngắn gọn cho nên Thành không có đủ thời gian để nói tiếng Việt nhiều ở trong đó. Chính vì vậy mà ngày hôm nay Thành làm cái video này cho quý vị cho biết nhiều thêm nha, biết nhiều hơn. Cảm ơn quý vị ủng hộ, share video này ra giùm Thành. Và nếu quý vị muốn tiếp tục để nhận được nhiều video mới thì quý vị nên subscribe vô cái YouTube channel của Thành nha, để cho mỗi lần mà Thành làm cái video mới á, nó tự động nó báo cho quý vị là Thành có video mới, quý vị sẽ vào coi nha, ở trong YouTube nha quý vị. Đây là được lựa chọn, tập đoàn lựa chọn ra là 10 cô captain để chia sẻ. Rất là may mắn ở Úc của chúng ta có hai người là Michael, nhà Michael Dâu nha, và có Thành nằm trong đội ngũ này để chia sẻ cùng với quý vị. Thì ở đây Thành cũng muốn chia sẻ để cho quý vị nhìn thấy thực sự thì trong những ngày tới quý vị sẽ có cơ hội chiêm nghiệm được một cái hệ thống mới, cái new platform của One Life của mình. Và điều đặc biệt nhất là lý do mà cần nhiều thời gian để upgrade, mãi đến hôm nay cũng có nhiều người xin để dời cái giờ ra để cho họ làm migrate, tại vì nhiều người làm không kịp, hoặc là nhiều tài khoản quá làm không kịp, hoặc là nhiều người chưa có biết, tới lúc biết thì nó đã cận kề, không đủ thời gian. Thì bây giờ coi như là cần thêm nhiều thời gian, that's why nó mới kéo dài thời gian ra để cho mọi người migrate cho nó xong. Mà khi mình migrate xong, hệ thống mới bắt đầu chạy chân chu, mở ra cho quý vị đó, thì quý vị sẽ nhìn thấy nè, đây là một cái tài khoản thí dụ nè ha. Và tài khoản này đã có 6 cái tài khoản khác. Khi mình vô một cái, mình sẽ nhìn thấy được 6 cái khác ở một cái trang luôn. Mỗi một cái tài khoản có bao nhiêu coin nè. Thấy không, đây là những cái khác nhau nè quý vị, thấy không? Tuyệt vời lắm quý vị. Nếu quý vị có 100 cái, nó sẽ list ra một cái list có 100 cái. Có nghĩa là mình không có cần phải log ra rồi log vô từng cái để coi mỗi cái bao nhiêu coin, hay là trong đó có bao nhiêu tiền, bao nhiêu gì commission này kia đâu đó, hay là bonus rồi đó. Thì ở đây mình không cần nữa nha. Mình không cần nữa nha. Thì mình có thể login vô một tài khoản là mình sẽ bấm vào cái chỗ my profile, mình sẽ nhìn thấy được cái account của mình ở những cái chỗ account khác, thấy hết. Nhiều quý vị, một điều rất là tuyệt vời, rất là hoàn hảo đó quý vị. Rồi ngoài ra nữa quý vị, nói nếu gì thì nó đâu có an toàn, người ta ăn cắp được một cái tài khoản của mình, ta lấy được hết những cái tài khoản khác. Thì đây nè quý vị, mình có cái pin, mình có thể generate cái pin nha, thì để giữ được cái an toàn hơn nha. Đặc biệt lắm quý vị, cho nên quý vị đừng có lo. Một công ty mà nói là họ đang chuẩn bị, một lát hồi nữa mình sẽ đi sâu hơn, nói chung là nó không phải đơn giản, không phải nhỏ, thì tất nhiên họ biết cách họ làm sao để nó giữ an toàn cho chúng ta. Rồi ngoài ra nè, mình có một cái wallet nha quý vị. Trong cái wallet này á, có cái ví nè, ví điện tử này, nó sẽ giữ được rất nhiều thứ nha quý vị. Có nghĩa là cái ví OneCoin, nó cái ví token và cái ví cash, mình cái ví concept nha. Ở đây quý vị có thể chuyển coin, ví OneCoin nè, quý vị sẽ nhìn thấy ở tài khoản bao nhiêu coin, bao nhiêu token, bao này này nọ. Thì quý vị có thể chuyển coin mà một cách rất là đơn giản, rất dễ. Thành đã từng sử dụng thử, thành họ đã cho Thành cơ hội để trải nghiệm cái platform mới, cho nên Thành vào đó Thành chuyển coin, thí dụ chuyển qua chuyển lại, nó đi rất là nhanh. Thành có làm một cái video ngắn cho quý vị thấy rồi đó, rất là tuyệt vời quý vị. Thì cổng này nó sẽ mở cửa cho quý vị tự do, quý vị đừng có lo nha. Rồi sau đó thì mình có token, mình cũng có thể submit vô mining. Hồi xưa mình submit thì có thể là vô một cái opt hết luôn đúng không? Bây giờ mình có thể chọn bao nhiêu cái token mình muốn bỏ vô, giữ lại bao nhiêu cái rồi này kia rồi đều được hết. Nha quý vị. Rất nhiều thứ. Và đặc biệt là concept nè quý vị. Quý vị thấy cái concept không? Thì cái concept của mình bây giờ, thí dụ như mình bỏ vô, mình không có được bỏ một phần nữa đúng không? Và bữa thì concept mình có thể chọn vô mình bỏ bao nhiêu, mình chọn 1 tháng, 2 tháng, 5 tháng gì đó,
thì mình được quyền lựa chọn. Mà cái đặc biệt nữa là quý vị, trong cái concept hiện tại bây giờ của mình á, mình bỏ vô thí dụ như là 12 tháng mà 11 tháng cái mình cần lấy nó ra xài gấp mình không làm được, đúng không? Hoặc là mình lấy ra được thì mình mắc hết những cái lời trong 11 tháng gì rồi, đúng không ạ? Thì cái concept mới này nè, là Thành đã nghe được trong cái event của anh IT này, anh nói đó là mình không có cần phải mình không bị mắc chứ, mình không bị mắc cái 11 tháng lời. Nếu mà quý vị đã bỏ 12 tháng nhưng mà đã 11 tháng rồi, quý vị không muốn bỏ vô concept nữa, muốn lấy nó ra thì nó vẫn cho mình lời của cái 11 tháng. Đặc biệt, tuyệt vời, rất là tuyệt vời luôn đó quý vị. Thì đây là những cái mà trong cái đội ngũ IT, trong cái event, nếu quý vị có cơ hội nghe lại á, vài bữa nữa họ sẽ loan ra nha. Ở sẵn đây Thành cũng nói luôn, có nghĩa là tại sao mà họ không cho livestream, rồi họ không cho làm gửi những cái video thẳng từ đó ra cho quý vị nhìn thấy. Thực ra thì tập đoàn nói chung là khi họ làm một cái event như thế này thì họ phải tôn trọng những người mua vé, đúng không ạ? Giống như bây giờ mình mua một cái vé VIP đến đó để coi, nghe trực tiếp mọi thứ, tự nhiên những ai ở nhà không có mua vé, không có đi hết giờ cũng không có làm gì được mà được coi nữa, thì nó không công bằng cho những người mua vé, đúng không ạ? Cho nên chính vì vậy mà họ chỉ để cho những người đến đó, những người mua vé online được phép vô coi và trải nghiệm mọi thứ hết. Khi mà xong hết rồi thì một khoảng thời gian có thể là 3 ngày một tuần thì những người mà không có mua vé mới được phép vào coi. Nha, tới lúc đó thì họ sẽ mở cái cổng đó ra và tụi Thành có thể share những cái video cho mọi người xem. Tạm thời bây giờ thì Thành chỉ show một vài thứ để cho quý vị nhìn thấy như vậy thôi nha. Và bữa quý vị sẽ có cơ hội để coi nguyên cái video nha. Cho nên quý vị yên tâm. Quý vị yên tâm. Nhưng lần sau muốn được coi những cái tài liệu trước, được tin tức mới để cho quý vị an tâm sớm, hoặc là biết được những tin tức, những cái chiến lược để quý vị đánh thị trường sớm, thì quý vị nên đến những cái event như thế này. Tại vì corporate event là cái nơi mà quý vị có thể chia sẻ được rất nhiều thứ và học hỏi được rất nhiều thứ đó quý vị nha. Rồi, đây là cái phần rất là đặc biệt, Blockchain Explorer, đúng không? Cái Block Explorer rất nhiều anh em đang chờ đợi những cái tin nóng bỏng này. Tại vì rất nhiều người nói là mình không có blockchain đầu tư hết, đúng không ạ? Thì bây giờ cái Blockchain Explorer này sẽ cho mọi người nhìn thấy mình có blockchain nha quý vị. Bao nhiêu cái block, cái hash, cái những con số đủ thứ hết ở đây nha. Những cái lập trình rồi bao lâu nó sẽ đầy cái block, trong cái block chứa đựng cái gì, nó có đầy đủ hết nha, cho quý vị nhìn thấy được luôn. Thì cái Explorer này sẽ cho người ta nhìn thấy được và chứng minh được mình có blockchain nha. Thì cái những cái dư luận mà hôm giờ có rất nhiều người nói mình có blockchain này kia rồi đó, khi họ nhìn cái này thì họ sẽ biết thôi ha, đơn giản thôi, mình không cần phải giải thích nhiều, cũng không cần phải nói nhiều nha. Với cái thị trường của thế giới ngày nay đó quý vị, thì mình đã có trên khoảng 14 tỷ cái mobile phone đó quý vị, cái smartphone đó là người ta đang xài đó. Thành cũng không hiểu, bây giờ Thành mới nhìn thấy, mới giật mình, chính cả Thành cũng một mình mà xài hai cái điện thoại. Thì đúng rồi, 7 tỷ mấy người, hiện giờ ở ngoài thị trường kia là 14 tỷ cái phone là đúng rồi, mỗi người đều có 1, 2, nhận 10, 3, 4 cái phone nữa. Xài nhiều phone quá, chưa kể cả tablet, rồi laptop, rồi MacBook, rồi đủ thứ hết nha. Còn nhiều nữa, thì chính vì cái thị trường này nó lớn thì chúng ta phải đánh vào thị trường đó, đúng không ạ? Chính vì vậy mình sẽ có cái app nha quý vị, mình sẽ có cái app. Trong cái app này là coi như mình có đầy đủ những tài liệu, tất cả các tài liệu của mình nha quý vị, có đầy đủ rất nhiều cái tài liệu của mình. Và mình cũng sẽ trong cái app này mình vừa làm được những cái quyết định nè, có được cái wallet của mình ở trong đó nè, có cả tiền, có tương lai, có cả thượng nguồn của mình. Tất cả mọi thứ nằm gọn trong một cái app gọn gàng như thế này cho quý vị. Wow, vui không? Rất là vui, Thành rất là phấn khởi. Sắp tới luôn quý vị, sắp tới mình sẽ có một cái chương trình
coi như có một cái platform mới. Cái platform này nó sẽ đưa quý vị đến tận nơi thành công của gì à, cái Deal Seeker, một cái hệ thống mới mình sẽ bắt đầu không lâu nữa thì nó sẽ hoàn tất để cho mình có thể sử dụng một cái hệ thống Deal Seeker mới, và nó hoàn toàn rất là tốt so với cái hiện tại bây giờ nha. Mình cũng sẽ có nhiều cái video mới cho One Academy để mình cũng ta sẽ vào học và những cái lớp học mới. Nói chung đây là những cái điểm chính nè, đây là má của Dr. Lisa, Madam Veska nha, hình hơi nhỏ quý vị thông cảm. Những cái điểm chính của Madam Veska đã nói trong cái ngày event á, điều thứ nhất là nói về cái Deal Seeker, cái hệ thống Deal Seeker mới, thì dạch ra một cái đường hướng trong vòng 24 tháng thì họ sẽ hoàn tất những cái điểm họ cần và họ muốn hoàn tất những cái điểm chính như sau. Có nghĩa là Deal Seeker mới sẽ hoàn tất cho chúng ta sử dụng. Cái điều này khá tốt nè quý vị. Accreditation của One Academy Course, có nghĩa là những cái lớp học trong One Academy đó, những cái khóa học giáo dục đó sẽ được chứng nhận nha, hoặc là được nhìn nhận khắp thế giới luôn, giống như ở trong trường học người ta dạy gì đó, có cái bằng cấp được chứng nhận đúng không ạ? Thì đây họ sẽ làm việc để được coi và chứng nhận, chấp nhận như thế luôn. Mà thí dụ như mình học xong One Academy, thi xong có những cái bằng, mình bỏ vô cái sơ yếu lý lịch của mình để đi xin việc, người ta nhìn vào cái đó và cùng chứng với mình có cái nỗ lực, có được kiến thức tuyệt vời không quý vị? Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Wow, thì trong những ngày tới mình sẽ có những cái tin vui cho thứ này nha. Nên nhớ nha, cái gì nó cũng cần thời gian, thì bất cứ làm cái gì cũng cần thời gian, nhưng ít ra mình đã biết đường hướng trong tương lai sẽ có những cái điểm chính như thế nào. Và ngày hôm nay quý vị thấy mình không phải đánh vào một cái thị trường của tiền điện tử không, hoặc là blockchain không, mà cái mấu chốt của mình là kiến thức nha. Mà kiến thức thì ai không cần, cả thế giới đều cần, phải không? Cả thế giới đều cần kiến thức nè, cần phải có tên nè, mà cần phải đi đúng với đường hướng và những cái việc cần thiết trong mọi người, thì những cái này chúng ta đều có hết trong quan lại của chúng ta. Thì những cái lớn nó đòi hỏi phải có thời gian để xây dựng, chứ không phải một ngày một đêm là có thể làm được hết tất cả nha quý vị nha. Nên nhớ cái điều này. Thì mình sẽ có cái dàn One Forex nha, nó sẽ hoàn tất cái hệ thống One Forex cho chúng ta. Thì trong cái One Forex này quý vị sẽ, ai mà biết trade á sẽ biết, sẽ hiểu được cái vấn đề này nha. Thì trong đây nó sẽ có toàn bộ rất nhiều thứ để cho chúng ta, và nó sẽ hoàn hảo hơn cho chúng ta nha. Như quý vị đã thấy, chính chúng ta đã sử dụng One Forex với cái hệ thống meta mấy à, hồi xưa người ta meta 3, thì ở đây mình đã lên tới meta 4, meta 5. Thì những cái này á là mình luôn luôn đi trước thị trường, quý vị đi trước thị trường. Thì quý vị gắng đợi một khoảng thời gian nữa, quý vị sẽ được trải nghiệm những cái thứ này nha. Rất là đặc biệt. Và một điều đặc biệt hơn nữa đó là những cái lớp học One Academy mới sẽ được hình thành và giới thiệu cho quý vị nha. Chẳng hạn như bây giờ mình nói về cái lớp học hiện giờ đang được tuyên truyền ra khắp mọi nơi á, là cái blockchain nha. Cái blockchain cũng giống như cái cuốn sổ cái toàn cầu vậy, những cái gì ghi vô đó rồi là nó như vậy nha. Thì ngày hôm nay người ta sẽ sử dụng hệ thống blockchain khắp mọi nơi, từ không phải riêng về tiền bạc, tiền tệ hoặc là này kia, trong tương lai giống như là bầu cử nè, họ cũng muốn xài blockchain nè, hoặc là hệ thống kế toán, hệ thống bên luật, đủ thứ hết, hoặc những công ty mẹ có vài chục công ty con, vài trăm công ty con khắp thế giới, họ cũng sử dụng blockchain để khi mà đưa vô một cái gì đó thì cả những cái khác họ đều biết hết luôn. Quý vị thấy không? Có nhiều thứ nó phải cần như thế. Chính vì vậy trong tương lai blockchain nó sẽ được nổi rất là nhiều nha. Cho nên đây là cái thị trường tại sao mà họ chụp lấy và đẩy mạnh nó luôn. Thì những cái đường bước của chúng ta đi, nó càng ngày nó càng lớn, càng rộng nha.
à, càng tuyệt vời hơn quý vị ạ. À, luôn luôn rất nhiều người không hiểu thì luôn bảo là tại sao con mình nó không thèm lên sàn một cái đi cho xong. À, lên sàn sẽ có nhiều merchant tầm vậy. Quý vị có thể nghĩ nó cũng là một cái đường hướng nghĩ đó. Nhưng quý vị không nghĩ là lỡ lên sàn rồi mà không ai xài coin thì merchant nào vô chấp nhận. Mà có merchant đang chấp nhận đi chăng nữa đó mà không ai mua nha, kể cả chưa kể cả những người chống đối với mình nữa nha. À, không ai mua cái đồng coin mà người ta đổ ra tháo ra bán. À, quý vị luôn chỉ nghĩ về cái khía cạnh o ra tại sao mình phải bán, mình phải giúp, nhưng ngoài kia sẽ có rất nhiều người họ bán, họ không cần biết quan khoan giá trị không giá trị, họ chỉ cũng bán ra để kiếm tiền thôi. Và cái lý do họ có thể nói là tôi kẹt tiền bây giờ tôi phải bán đơn giản như vậy thôi. À, mà ai cũng bán hết không người mua thì sao ạ? Thì giá nó tụt xuống đúng không ạ? Giống như ngày hôm nay mình bán một cái viết này là 100 đô đi. Thí dụ mình bán 100 đô, mình nhận vô 100 đô bằng tiền điện tử, tự động là mai tự nhiên tiền điện tử nó giảm xuống còn có 80 đô, có nghĩa là cái viết này mình đã mất hết 20%. Mình bán cái viết hôm qua, hôm nay mình đã mất hết 20% giá trị của cái viết rồi. Thì quý vị thấy chưa? Thì ngày kế nữa quý vị dạy gì phải chấp nhận cái tiền điện tử đó nữa. Mà không ai chấp nhận thì nó sẽ càng ngày nó càng tụt giá đúng không ạ? Cho nên mình phải đi đúng chiến lược quý vị ạ. Để cho làm sao cái đồng tiền của mình nó phải có giá trị và nó phải đứng vững giá trị, nó cứ luôn 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 lên giá đúng không ạ? Thì như vậy nó mới thu hút nhiều người vào để sử dụng nó. Thì càng nhiều người sử dụng nó mới có một cái lý do để cho người không có quan coin mua cái đồng coin sau khi nó lên sàn. Quý vị thấy chưa? À, thành mong là quý vị chưa hiểu thì coi lại nhiều lần và chiêm nghiệm nó nhiều lần thì quý vị sẽ hiểu ra cái mấu chốt tại sao tập đoàn cần thời gian. Tại vì mọi thứ cũng có thể nói là nó sẵn sàng rồi, nhưng mà chỉ đợi đúng thời điểm nó mới đẩy lên nha. Chính vì vậy bây giờ không có nói ngày giờ mà là phải đúng thời điểm thì tập đoàn sẽ đẩy lên cho quý vị nha. Rồi đây, quý vị thấy đây là cái điểm rất là đặc biệt nè. Mình sẽ có cái mobile app, nhưng mobile app này á nó sử dụng được khắp mọi nơi. Tại vì quý vị nghĩ là mình đẩy mạnh độ sử dụng như những cái expo của mình á, thì xưa Thành có làm expo cho nên Thành hiểu. À, quý vị ngoài kia mà có từng đi expo cũng hiểu, nếu mình cái ngày đó mình nhiều người, đông người chen chúc nhau mua coupon này kia đồ thì kết quả là sao ạ? Cái hệ thống nó bị crash hoặc là internet nó bị quá tải cho nên nó không vô được, làm sự khó khăn đúng không ạ? Thì ngày hôm nay nó sẽ có một cái app, và cái app này mình vẫn có thể xài trong cái thời điểm không có internet, mình vẫn xài được quý vị ạ. Như vậy nó mới thực tế là tiền, giống như mình đi mình trả tiền mặt mình không có cần internet, nhưng mà ngày hôm nay mình không cần cầm tiền mặt, trả bằng cryptocurrency mà không cần internet. Quý vị thấy không, đây là đột phá đó quý vị. Quý vị nên vui với cái điểm này nha. Thành rất là vui, rất là vui, thực sự nó không biết nói gì hơn á. À, thì trong tương lai thí dụ như ok bây giờ quý vị có tiền, thí dụ như bây giờ quý vị sống ở Úc, quý vị về Việt Nam, quý vị phải chuyển tiền qua Việt Nam đúng không ạ? Phải chuyển tiền về Việt Nam, hoặc là qua Việt Nam quý vị phải đổi qua thành tiền Việt Nam để xài ở Việt Nam, hoặc là quý vị ở Úc muốn qua Canada quý vị phải đổi qua thành tiền Canada để xài ở bên Canada, hoặc là quý vị đi qua Nhật quý vị phải đổi qua tiền bên Nhật để xài tiền ở quốc gia Nhật. Và các nước tương tự, đi tới đâu mình phải đổi tiền qua cái đó để xài nha. Thì nếu mà như vậy thì quý vị bị tính phí rồi bị này bị kia, không bất tiện đúng không ạ? Quý vị bị bất tiện rất nhiều. Chưa kể cả nếu mà mình làm ăn lớn, mình chuyển tiền từ quốc gia này qua quốc gia khác để trả tiền này kia rồi rất là khó đúng không? Thì ở đây cái app này hoặc là cái cách sử dụng này giúp dễ quý vị. Quý vị có OneCoin qua Canada vẫn sử dụng OneCoin trao đổi giao dịch, về Việt Nam mình vẫn có thể lấy OneCoin trao đổi giao dịch, qua bên Nhật mình cũng có thể trao đổi giao dịch với OneCoin, không cần phải đổi qua thành cái tiền ở quốc gia của họ. Quý vị thấy đặc biệt chưa, lạ chưa? Đi khắp thế giới đều sử dụng được OneCoin hết, tại vì OneCoin
nó sẽ là một cái đồng tiền chung của thế giới nha. Đó là cái đường bước mà Dr. Wisha từ đầu đã có cái dự định đó nha. Chút xíu nữa Thành sẽ đi sâu hơn cái vấn đề đó cho quý vị biết. Rồi mình cũng sẽ có một cái phần là làm KYC bằng cách nhận diện từ khuôn mặt của mình nha. Trước giờ rất nhiều anh chị em trước giờ là các anh chị em của mình luôn luôn là bảo là KYC mình lâu quá chưa có được approve, khiếu nại đủ thứ hết, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay mình sẽ có cơ hội để làm KYC mà không có cần rồi mình sẽ làm KYC mà không có cần phải gặp nhiều khó khăn như trước giờ nữa nha quý vị nha. Mình sẽ làm KYC bằng cách nhận diện khuôn mặt, đơn giản, dễ, nhanh cho quý vị. Đây là những cái mà trong tương lai nó sẽ hình thành hết tất cả trong mọi thứ nha. Cho nên không cần phải lo, không cần phải bồn chồn, không cần phải khiếu nại quý vị à. Tập đoàn mỗi một lần mình làm một cái gì đó lớn, tất nhiên nó cần thời gian và phải từng bước một. Mình tại vì nhiều quá, mình muốn cái này cũng xong, cái kia cũng xong cùng một lúc hết thì không được. Nó phải đi từng bước để nó hoàn thành như quý vị nha. Thành luôn luôn cho quý vị biết thức những cái tin tốt, nhưng tất nhiên nó cũng đòi hỏi phải có nhiều thời gian để nó làm. Chứ mình không có thể nào mà một ngày một đêm mà mình muốn nó hoàn tất hết thì nó không có đâu nha. Rồi trong tương lai 24 tháng tới này mình sẽ có ít nhất là 4 lần global event nha. Những cái chương trình event này á là của công ty tổ chức nha quý vị. Và cái lần kế này sẽ là tháng 3 ở tại Dubai đó quý vị. Hy vọng sẽ gặp được quý vị ở Dubai nha. Có nghĩa là mỗi 6 tháng sẽ có một lần event nha. Mỗi 6 tháng sẽ có một lần event. Những lần kế sau Dubai thì họ chưa biết đâu, có thể là sau khi ở Dubai họ mới báo cái lần kế nó sẽ là ở đâu nha. Chuẩn bị trước đi quý vị nha. Thì đây đủ chứng minh là tập đoàn có những cái đường hướng họ đi và họ đã dự tính trước nha, dự tính trước chứ không phải là giống như ai đó ở ngoài kia nói là tập đoàn không qua nổi rồi, sống không xong rồi. Bây giờ đã là năm thứ 5, thứ 6 rồi. Tập đoàn vẫn còn tính để đi xa hơn nữa. Quý vị thấy rồi đó. Rồi. Mình sẽ đánh thị trường để cho nó có đủ 1 triệu cái merchant và 10 triệu người tiêu dùng. Nha quý vị. Quý vị có thể nói con số 10 triệu này nó lớn quá, khó đánh quá. Mà quý vị sai. Hiện tại của chúng ta mà có trên 3.6 triệu rồi. Tại vì rất nhiều anh em chỉ nằm chờ đợi cho nên con số nó lên chậm nha, nó lên chậm. Tất nhiên là đúng nha, tất nhiên là đúng. Tại vì quý vị ơi, thí dụ như quý vị mà muốn hái một cái quả gì đó nha. Ở ngoài kia thì thực sự rất nhiều người không làm gì cả nhưng mà luôn luôn khiếu nại. Luôn luôn nói xấu, khiếu nại, chê móc, trách móc đủ thứ hết nha. Quý vị có thể làm điều đó nhưng mà cho dù quý vị trách móc, la, chửi bới cỡ nào đi chăng nữa, nó vẫn là như thế thôi. Không có gì tốt hơn cả. Có thể nó làm tệ hơn cho quý vị nữa nha, nha. Nó có thể làm tệ hơn cho quý vị. Thay vì như thế, mình giúp đỡ cái gì đó, cống hiến một cái gì đó, hoặc là không ấy gì hết thì đừng nói gì hết cũng không sao cả nha. Thì nó hoặc là tạo một cái động lực gì đó cho người khác họ làm thì mình cũng có lợi chung, đúng không? Giống như một cái hoa trong vườn mà nó nở ra thì cái mùi thơm nó cũng tỏa ra hết những cái cây kế cũng được thơm lây, đúng không ạ? Còn hơn là tự nhiên á, nguyên một cái vườn hoa thảy một cái cục gì đó vô nó hôi cả một cái vườn đúng không ạ? Thì mọi người cũng đều bị ảnh hưởng chung. Tại sao mình không chọn một con đường tốt hơn? Thí dụ như bây giờ quý vị muốn ăn một cái quả gì đó, thí dụ một cái quả táo, quý vị muốn có một cái quả táo để quý vị hái, nhưng mà quý vị mua được cái
cái hạt giống rồi mà cứ cất giữ nó ở đâu không, thậm chí đôi khi cũng quên luôn, không biết mình cất giữ hạt giống nó ở đâu luôn. Mình không thèm đem ương cái hạt giống đó đó vô cái phân ương rồi tưới nước để cho cái giống nó nảy mầm rồi nó nở lên rồi nó mọc ra cây rồi mới phân bón rồi này kia rồi nó mới ra trái cho mình hái, đúng không ạ? Đừng bao giờ nghĩ mà mua cái gói rồi thảy ở đó rồi mình nghĩ nó sẽ ra thị trường rồi nó lên giá rồi mình bán mình kiếm lời, không có nha. Nó sẽ có nhưng mà nó rất là chậm, trừ khi cái hạt giống quý vị thảy ở đâu quý vị quên rồi ai đó và đụng nhầm mà nó rớt xuống đất rồi nó mới bắt đầu đụng nhầm nước cái gì đó rồi nó mới nảy mầm nó tự nó mọc lên. Nhưng nó cũng phải nhờ sức của ai đó đụng nhầm nó rồi rớt xuống đất nó mới nảy lên. Thì chính vì như vậy nhưng mà nó rất là chậm, có thể là 1 năm sau 10 năm sau mới có ai đó đụng nhầm cái hạt giống đó nó mới rớt xuống đất thì nó mới mọc lên, đúng không? Còn không quý vị cất giữ ở đó hoài thì nó sẽ vững ở đó hoài. Thì ở đây cũng giống như rất nhiều anh em ở ngoài họ đi làm việc thì tình cờ là những cái người mà đi ngang để đụng cái hạt giống quý vị rớt xuống đất nó mọc lên, nhưng nó mọc lên nó rất là cằn cỗi tại vì quý vị không chịu tưới nước nó. Nó mọc ở những nơi không có phải thuộc về cái nơi mà quý vị muốn. Nếu quý vị thực sự đem cái hạt giống nó bỏ vào cái chậu tưới phân bón thì tất nhiên nó sẽ mọc đâm chồi và nhanh, rất là nhanh nha. À còn hơn là nó rớt xuống ở cái chỗ kẹt hốc nào đó và nó tự động nó mọc lên nhờ có nước ở đâu thì nó mọc lên thì nó rất là chậm, đúng không ạ? Thì chính vì như vậy mình không có thể nào mà trách móc tại sao quan con của mình như thế. Đừng bao giờ đổ thừa những người thời xưa họ vô họ hứa hẹn, tập đoàn không có hứa hẹn mà những người leader họ hứa hẹn hoặc là họ đã nghe sai từ những người ở trên họ nữa nói sai, cho nên kết quả thì nó đã như vậy thì đã lỡ rồi. Ngày hôm nay mình đã hiểu được rồi thì để chỉnh đổi lại, đúng không ạ? Thành cũng không có tài giỏi gì cả nhưng mà càng ngày mình học được càng nhiều. Chính vì thời xưa Thành cũng nghe người ta nói rồi mình cũng hiểu lầm rồi cuối cùng mình biết mình chỉnh đổi lại cho nó tốt hơn. Chính vì vậy mình phải nỗ lực để mình làm cho nó mạnh hơn, nó nhanh hơn nha. Còn nếu mà mình cứ nằm một chỗ mình cứ chờ đợi thì tất nhiên là giống như chờ đợi cái hạt giống mà mình cất giữ mà mình không có, mình quên nó đi rồi nó không có rớt xuống đất để nó mọc lên nha. Thì chính vì như thế mình cố gắng làm việc. Nếu quý vị đã nghe được video này thì hy vọng quý vị thông cảm, hiểu và biết được mình muốn thành công thì mình nên đóng góp một cái gì đó. Share video này ra quý vị cũng là một đóng góp để cho ai đó hiểu được một phần nào và đừng trách móc, đừng nói xấu, gây ra. Thay vì mình làm cho cái bông nó nở, nó thơm cả một vùng, mình đừng có quăng một cái cục gì đó để cho nó thối nguyên một cái vùng. Thì đó cũng là một cái cách mình giúp rồi, đúng không ạ? Thì hy vọng quý vị giúp cả cộng đồng, cũng giúp riêng cho quý vị nha. Đôi khi Thành cũng hy vọng là quý vị thông cảm, cũng có một số người liên lạc Thành nhưng mà Thành im lặng không trả lời tại vì Thành đang quyết liệt làm, chú tâm làm để cho nó thành công. Khi nó thành công rồi thì những người mà trách móc, những người nói này nói kia, những người chờ đợi không, nó cũng sẽ được hưởng lại. Thành đang cố gắng chăm sóc cho cái bông đó đó, nó nở để nó có cái hương thơm khắp mọi người đều hương, có cái hương thơm chung nha. Cho nên quý vị thông cảm, nhiều khi không thấy Thành trả lời hoặc là hỏi những cái câu không thấy Thành trả lời cũng đừng có buồn, tại vì Thành không muốn phí thời gian đi vào những con đường đó. Khi nào cái kết quả nó chỗ ra thì quý vị sẽ biết được và hiểu được cái tâm lòng của những người làm việc như thế nào nha. Thôi tiếp tục rồi, cái vấn đề này Thành để cuối cùng nhất để nói. Thì trong cái bài nói chuyện nha của Madame Veska, mẹ của Dr. Bush, đã nói là cái phần dịch lại bằng tiếng Anh thôi, Thành chỉ nghe cái phần dịch lại bằng tiếng Anh, là cái blockchain mới này sẽ là 250 tỷ cái đồng không. Cái vấn đề này sẽ làm cho nhiều người có thể rất là vui, như Thành vui, nhưng cũng có một số anh em mình có thể chưa có hiểu được cái lý do bên trong, cho nên mình chắc nhắc mình buồn, tại sao lại in ra nữa.
trách móc là tại sao anh King James cứ luôn luôn chửi bới những cái quốc gia mà cứ in tiền và lạm phát đủ thứ hết, mà tại sao mình cũng vậy nha. Cái in tiền nó là khác quý vị nha. Là họ in tiền hầu như là mỗi ngày nó khác. Còn quý vị phải nhìn lại từ quan khoan từ ngày đầu cho tới bây giờ, mình đổi upgrade hệ thống mình lên mới có 3 lần thôi quý vị, 3 lần thôi nha. Chắc có lẽ nói như vậy là quý vị sẽ bắt đầu có cái suy nghĩ kế nữa rồi, tại Thành biết mà. Tại vì nhiều người như Thành có một cái thí dụ nha, giống như cái cây á, cái cây mà nó mọc thẳng không nói gì, thí dụ như không bao giờ thấy đâu, nó nghiêng một bên, thí dụ như nghiêng bên trái thì khi quý vị đốn cái gốc nó sẽ ngã bên trái đúng không ạ? Hoặc là một cây nó nghiêng bên phải, quý vị đốn cái nó phải ngã về phía bên phải đúng không ạ? Thì nếu bộ óc của chúng ta cũng vậy, luôn luôn nghĩ xấu, nghĩ tiêu cực, thì lúc nào quý vị người ta trả lời một câu rồi quý vị cũng sẽ có một cái câu hỏi tiêu cực khác, nó cứ đi mãi một cái hướng tiêu cực, tại vì cái cây nó ngã hướng đó rồi, quý vị chặt chém nó thì nó lúc nào nó cũng ngã về hướng đó đúng không ạ? Còn nếu quý vị suy nghĩ tích cực, cho dù khó khăn cỡ nào quý vị cũng có một cái cách, tại vì cuối cùng quý vị cũng phải ngã về cái hướng đó đúng không? Thì cho nên Thành Đức mong là quý vị luôn luôn suy nghĩ, có những cái suy nghĩ tích cực nha, để cho tâm mình thoải mái khi mình làm việc đúng không ạ? Thì ở đây mình khác nha, ở đây mình khác, tại vì cái đồng coin của mình á, thứ nhất là lâu, thiệt lâu mình mới bắt đầu upgrade nó. Thì upgrade khi cái thời điểm nó đúng, mình cần phải thay đổi, chứ mình không phải là lạm dụng nó và thay đổi nó mỗi ngày, không có nha quý vị nha. Một ví dụ Thanh đã từng nói thời xưa mấy tháng trước gì đó, thì khi mình là một em bé mới sinh ra thì mình bận một bộ đồ của em bé đúng không ạ? Khi mình lớn lên 10 tuổi mình phải may một cái bộ đồ cho nó vừa hợp lúc 10 tuổi đúng không ạ? Khi mình 20 tuổi, 30 tuổi thì mình phải bận một cái bộ đồ cho nó hợp với cái dốc dáng của 20, 30 tuổi. Có ai mà 5 tuổi phải bận đồ của người 1 tuổi? Và có ai 30 tuổi mà vẫn bận đồ của người 5 tuổi? Quý vị thấy chứ? Nó phải thay đổi và phù hợp từng cái thời điểm quý vị ạ. Khi mình mới ra còn nhỏ tự nhiên mua cái áo 10 tuổi làm sao mà bận được? Mình phải bận cái áo 1 tuổi trước chứ. Hoặc là mới có 5 tuổi tự nhiên mua cái áo mà mập tổ bốn gì để bận vô nó phồng phềnh, nó đâu có giống ai đúng không ạ? Thì nó phải ra cái lúc vừa thời hợp đó. Khi tới cái từng tuổi nào khác thì thay đổi cho nó đúng. Thì ngày hôm nay mình đã thấy được thế giới ngày hôm nay nó như thế nào, cần phải thay đổi thì tập đoàn sẽ thay đổi để cho nó phù hợp. Và cái đặc biệt nữa quý vị ạ, tất cả những khoi ngoài kia đó, nó chỉ chú trọng vào exchange lên sàn thôi. Mà lên sàn và tạo nhiều coin quá tất nhiên là đúng rồi. Tại vì quý vị đếm thử cái đám người bạn của mình á, trong nhóm 100 người bạn của mình á, được bao nhiêu người exchange. Cho dù là nhiều lắm, mình là sống trong một cái thí dụ như mình sống một cái môi trường là những người học vấn về exchange, hiểu về tài chính á, thì trong đám 100 người có thể là mình có khoảng cỡ 30 người chỉ biết trade thôi đúng không? Đó là trong nhóm 100 người là biết 3 người, 30 người biết trade là nhiều rồi đó nghe quý vị. Có những nơi 100 người không có một người nào biết trade. Quý vị ra những cái vùng sâu xa hỏi 1.000 người cũng không biết trade là cái gì. Quý vị hiểu cái điều này chưa? Cho nên, nhưng cho dù quý vị ở thành phố, ở thành thị, ở thôn quê, ở vùng sâu xa, ở vùng hẻo lánh đi chăng nữa, quý vị hỏi 1.000 người có ai mà không có đi chợ mua quần áo, mua đồ ăn, mua đủ thứ ăn xài mỗi ngày á, hút thuốc, uống rượu, cà phê, đủ thứ hết, phải xài tiền đúng không ạ? 1.000 người thì 1.000 người đều cần phải xài. Và cái đồng tiền OneCoin là để xài chứ không phải để exchange không.
Nói như thế thì một ngày nào đó exchange thời điểm nó tới thì người ta sẽ mở cổng exchange nha quý vị. Đừng có nghe Thành nói như vậy, cái khăng khăng giao nói là OneCoin mình không có exchange nha. Sai. Sẽ có exchange nhưng mà sẽ đúng thời điểm quý vị à. Đúng thời điểm nó sẽ có. Nha. Ừ. Đó. Thì quý vị nên nhớ cái coin mình để độ sử dụng. Thì tất nhiên như hồi nãy mình hỏi đó, trong 100 người thì khoảng 30 người biết exchange thôi, thì nó không cần coin. Nhưng nếu mà cái coin để sử dụng thì tất nhiên trong 100 người thì 100 người phải đều cần phải sử dụng nó. Tất nhiên cái số lượng coin mình cần phải là nhiều hơn tất cả những cái loại coin khác. Và hiện tại bây giờ cả thế giới mình đã có trên 7 tỷ người đúng không ạ? Thì 250 tỷ cái coin chia cho 700 mấy tỷ thì nó ra bao nhiêu? Mỗi một người khoảng mười mấy 20 cái coin thôi. Không có nhiều. À, 250 chia cho 7. Ừ. Thì nó ra bao nhiêu ạ? Khoảng 30 chứ. Ừ. Nha. Thì quý vị thấy đó, cái số lượng coin nó không phải là bao nhiêu. Nhưng mà cái số lượng người ở trong OneCoin của mình hiện tại bây giờ có những người cả 100.000 coin, cả triệu coin, cả chục triệu coin, rất là nhiều. Có nghĩa là ở ngoài kia vẫn còn người thiếu coin cái gì à. Nha. À, thì mình phải nhớ và phải biết được cái coin mình là để độ sử dụng, chứ không có phải là để trên exchange. Cho nên số lượng coin nó phải khác. Điều này là những người Thành nhắc lại rất nhiều lần là để cho quý vị nhớ và hiểu được cái vấn đề này, để mình đừng có hoang mang khi nhìn thấy con số 250 tỷ cái coin, ai cũng hoang mang hết nha. Rồi, đây ba vấn đề rút gọn lại nha, rút gọn lại ba vấn đề ở đây. À, Madam Veska nói là cái ước mong của mình nha, cái nguyện vọng của và cái vision đó nha, cái câu với cái vision đó. À, là không có thay đổi nha. Mình ước muốn cái đồng tiền của mình sẽ là một cái đồng tiền sử dụng số 1 trên khắp thế giới nha. Cái đồng tiền điện tử có độ sử dụng số 1 trên khắp thế giới, và cũng là một cái đồng tiền mà được ưa chuộng nhất khắp thế giới nha. Và cũng là một cái đồng tiền không có bị rào cản bởi một quốc gia nào. Có nghĩa là ở Úc về Việt Nam vẫn xài OneCoin, ở Úc qua Canada vẫn xài OneCoin, ở Úc qua bên Nhật vẫn xài OneCoin, ở Úc đi qua các nước khác đều xài OneCoin, không cần phải đổi qua tiền của từng quốc gia khác để xài. Quý vị thấy đây là một cái mà đột phá rất là lớn mà không ai nghĩ tới. Chính vì vậy mà họ cứ nghĩ đây là mì ăn liền, không có đâu nha. Quý vị ơi, mình làm việc cực khổ khó khăn để làm gì? Mình cũng muốn đời sau của mình tốt hơn, đời này và đời sau của mình tốt hơn, con cháu thế hệ kế nó tốt hơn đúng không ạ? Thì đây là những cái mình chân tay làm việc là để đợi lại cho đời sau, hoặc là thế hệ sau của mình, con cháu của mình, họ có thể hưởng được những cái lợi như thế này. Thành hy vọng video này quý vị sẽ gửi ra để cho mọi người hiểu, mọi người sẽ gia nhập, biết được cái này nha, biết được cái chương trình này và gia nhập cùng với mọi người, chia sẻ ra càng nhiều càng tốt nha quý vị, để mọi người đừng có hoang mang. Cái điểm thứ nhất, đừng có bị hoang mang vô ích mà mọi người phải cố gắng đứng lên nha, cùng nhau hợp lực và cùng nhau đóng góp để cho nó thành công hơn nha quý vị. Rồi, Thành kính chúc quý vị luôn luôn thành công trong an lạc nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Quý vị subscribe cái channel YouTube của Thành nha. Cứ bấm cái chỗ cái chuông á, subscribe cho anh vô, để sau này những cái video mới của Thành thì nó sẽ tự động báo cho quý vị sẽ vào xem nha. Video này cũng hơi dài, quý vị cố gắng xem và báo cho mọi người biết khúc đầu là tiếng Anh, khúc sau là tiếng Việt nha. Rồi, cảm ơn quý vị. Chào quý vị. À, quên nữa, Thành đang chuẩn bị đánh mạnh thị trường ở Úc, Canada và Nhật, để kết hợp ba thị trường này. Quý vị nếu có người ở các lĩnh vực này hoặc là ở các quốc gia khác cũng được, cần phát triển mạnh,
thì liên lạc với Thành cùng với đội ngũ chúng ta cùng nhau bắt tay để làm việc chung nha. Rồi, cảm ơn quý vị.